đến tiếp anh em con Ito nữa. Rin nó vậy nha, chưa đụng chạm thì nói đó. Còn cái tem này chạy hết rồi, tem này mờ rồi. Chỗ này là một cái lỗ ốc có ren để bắt xuống bàn nè, chỗ này có cái g đè nó đây, lớp sơn này của nó rất là dày, dày nên nó nứt ra nè, để lâu nó sẽ nứt ra. Lớp sơn thôi nha anh em. Em đi mấy dòng này em thích để em xài chứ em không có dọn. Người ta dọn không như ý mình. Rồi. Ra vô. Ngon nha. Chạy bằng cái trục này. Chùi sạch sẽ là tháo ra dễ lắm nha. Có thời gian thôi.